Ngày 26 tháng 6, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố 17 bị can, triệt xóa 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề ở huyện Hương Sơn, huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an các xã thị trấn đã đồng loạt kiểm tra khám xét tại các địa điểm mua bán số lô số đề trên địa bàn huyện Hương Sơn, huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh, tiến hành bắt giữ 17 đối tượng, độ tuổi từ 25 đến 58 tuổi. Qua điều tra bước đầu, với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, mọi giao dịch mua bán số lô, số đề chủ yếu thực hiện qua các ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, điện thoại. Sau mỗi lần thực hiện, các đối tượng xóa tin nhắn, che giấu hoạt động phạm tội. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trong ngày 14 tháng 6 năm 2022 là hơn 1,2 tỷ đồng. Trong số các bị can bị khởi tố về hành vi đánh bạc, có 6 bị can trú tại địa bàn thành phố Hà Tĩnh, 1 bị can trú tại địa bàn huyện Thạch Hà và 10 bị can trú tại địa bàn huyện Hương Sơn.